Razer Sport, giữ bản sắc, tròn đam mê. Như vậy trận đấu chúng ta đã được bắt đầu. Có các cổ động viên cùng và cực kỳ xuất sắc vào những trận đấu đã qua. Và chúng ta cho thấy sự tham vọng của bộ trận này cũng là rất cao để tiếp tục giành được vị trí cao nhất của bộ trận này và bảo vệ được thành tích. Và chúng ta đã giúp cho khách sạn Thiên Sơn có được sự an toàn và sự chắc chắn thi đấu rất nguy hiểm. Chặn được, tấn công, chặn lại. Quá đáng tiếc dành cho sự đá chân trái như vậy. Một lời rất tốt dành cho sự đi giám đội chủ về phía khách sạn Thiên Sơn. Có lẽ như bóng đá chạm chân của số 68 Phạm Gia Long. Đây sẽ là quả đá phạt góc dành cho bóng áo xanh. Và như vậy là cái bàn thắng dành cho khách sạn Thiên Sơn. Chỉ hơn 5 phút tuổi thì đội quân của Hải Sơn đã có bàn thắng về mở tỷ số. Và đó là một cú đá rất đẹp mắt và chân trái của Tấn Thuận, người đã có được 8 bàn thắng lúc này trên danh sách ghi bàn ở buổi sáng nay. Ở cuộc đua danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thì Tấn Thuận với bàn thắng vừa rồi thì anh đã đặt một số đỉnh lên con số 9 rồi. Đội chủ quá mạnh của Trung Thiện Thanh Tuấn dành cho số 20. Bây giờ bên phía khách sạn Thiên Sơn lên bóng cho cao thủ Hát Cầu Vũ. Khá tốt. Chặt trái không vào. Cú đá hơi vội của Mạnh Hưng khi mà Lâm Thị Thắng đã bằng lên rất nhanh để chờ đường truyền của Mạnh Hưng. Nhưng đá thiết lành đã hơi vội với cú đá chặt trái vừa rồi đã khiến cho vậy anh đã trở qua một cách quá đáng tiếc. Chúng ta cùng chờ xem. Và như vậy thì sẽ đã tình bắt đầu. Cuối cùng thì Hồng Phú đã có được bàn thắng để đội trở về vạch xuất phát. Như vậy người đã ghi bàn vừa rồi là cầu thủ áo số 5 Phạm Quốc Tiền. Đá rất căng. Ở số bóng đã chạm vào vùng thủ về phía khách sạn Thiên Sơn nhưng nó bắn đi vào lưới và làm xung quanh lưới của Quang Trung. Bóng rảo. Thứ hai dành cho Thế Anh, bóng ra chính xác của Thanh Hải. Vẫn còn. Chúng ta xác định bóng cho các bóng xếp ở vị trí cứu bàn. Vui. Và sự quá chậm của Vui. Vui Hoàng Hoàng đã cao thể kịp thời. Nhưng cũng sẽ có một quả đá phạt góc cho cao thủ áo trắng xanh Thành Tuấn. Vừa bật quang hòa chấm không vào. Phải bóng quả dứt điểm rất hay đến từ Lê Văn Quang. Bởi vì khiến cho các sở hữu sở và cầu thủ chưa thể mang lại thất bại rất nguy hiểm và xử lý rất khó chịu của Phí Lộc. Và càng ngày chỉ gặp đối thủ được đánh giá ý thức hơn rất nhiều. Đó là Anh Quốc. Sau khi bóng đua chạm vào xà lan đầy của Quang Trung. Một lần sau đây sẽ là cú phát bóng lên. Bóng đá Hân Hữu đang đến trước trận hòa thứ 3 của mình ở mùa giải hôm nay. Thế Long Sơn Huy Hồng cơ bộ. Quang Trung đã chờ sẵn trong mọi thứ vừa rồi. Một chút nữa rồi thì đồng phục của Huy và cộng đồng đã có thể mang được vào thứ hai cho mình. Đánh đầu. Và bàn cắt không thể trả bóng của Quốc Tiền. Và như vậy đúng vậy thì trọng tài Võ Văn Thương đã cho trận đấu khép lại. Khách sạn Tuyết Sơn và Hát Lạc Tạc Thú cầm hòa nhau 1-1 ở trận đấu ngày hôm nay. Hai đội sẽ chia đều với nhau. Như vậy khách sạn Tuyết Sơn đã có 14 điểm và đội quân của Như Huy và cộng đồng đó là đội bóng Hát Hữu đang có được 7 điểm sau khi vòng đấu thứ 6 này khép lại.